đã bị bệnh mà không nói cho tôi biết. Cảm giác biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nó buồn lắm. Mình không muốn lan tỏa điều này đến bạn. Anh muốn Khang làm điều gì cho anh không? Mình muốn có một quả cầu tuyết có nhạc á. Đợi xíu nha. Đây nè. Cảm ơn. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người, cất sâu đi biết bao điều chưa nói. Hỏi giờ hoài vậy? Tại vì mẹ tôi nói là 9 giờ sẽ đón tôi về quê thăm ông bà, rồi mới lên lại nhập viện. Như là bà xin mẹ bà ở nơi đây vài ngày nữa được không? Khang à, để cho bạn về đi con. Bạn còn thăm ông bà, còn kịp nhập viện nữa không? Dạ. Ánh, mẹ con gọi này. Alo chị. Alo chị ơi, chị cho em gặp bé Ánh xíu chị. Dạ. Rồi. Ánh, mẹ con gọi. Dạ con nghe. Ánh ơi, mẹ nói con nghe cái tin này nè. Thiệt ra con không có bị bệnh, bác sĩ chỉ chẩn đoán nhầm thôi. Vậy là con không có bị thiệt hả mẹ? Ừ, bác sĩ mới báo cho mẹ luôn á. Vậy là con không có bị sao hả? Con nghe. Yeah. Đó quá rồi. Vậy là bà không bị sao hết hả? Ừ. Vậy là bà có thể ở đây suốt đời luôn. Yeah. Không. Tôi giỡn á. Yeah.